Thưa quý vị, đây là loại đá tự nhiên đã từng được sử dụng để lát vỉa hè một số tuyến phố ở Hà Nội. Loại đá này từng được cam kết có độ bền lên tới 70 năm. Vậy nhưng trên thực tế, chỉ sau khoảng thời gian từ 3 đến 4 năm đi vào sử dụng thì hiện trạng cho đến nay là như thế này. Tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, nhiều vị trí vỉa hè đá lát bị bong tróc vỡ vụn. Đã rất nhiều lần ấy, em đi bộ ra từ trường đi ra đến xe buýt mà em đã bị ngã vì là đi không chú ý hoặc là phải tránh các phương tiện thì sẽ bị kiểu bị lật chân rồi ngã trượt vào những cái chỗ này giống như kiểu cái bãi vô hình ấy. Đây bây giờ mới vào sử dụng mà đã bị như này rồi thì chất lượng công trình không tốt, chất lượng đá lát này là nó không được bền, nó giòn mà nó dễ vỡ. Xong rồi nhiều khi mùa mưa mà đi vào thì em sẽ hay bị văng nước vào chân nếu mà bước phải một cái viên gạch nó không được chắc ấy ạ. Không loại trừ nguyên nhân khiến đá lát bị hư hỏng là do các phương tiện ô tô xe máy tùy tiện đi lại trên vỉa hè. Thế nhưng thực tế những gì đã diễn ra cho thấy chất lượng thi công, độ bền của đá lát đã thực sự đảm bảo hay chưa thì mới là điều cần quan tâm đến. Nhất là khi mới đây, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội lý giải rằng là do đá tự nhiên không đồng nhất, mưa xuống bị giãn nở nên dễ vỡ. Khi quá trình thi công thì người ta sẽ tính toán đến cái câu chuyện là cái mức độ giãn nở đối với bê tông là bao nhiêu, đối với đá là bao nhiêu, đối với các vật liệu khác là bao nhiêu. Và trong tính toán đấy họ đã có những cái phương pháp thi công hợp lý rồi. Cho nên không thể nói rằng là đá tự nhiên để ở ngoài trời mà do giãn nở nó tự hỏng chứ không phải là yếu tố khách quan. Tôi nghĩ rằng là đó là một cái giải thích thiếu tính thuyết phục. Theo quy định, đá tự nhiên sau khi khai thác, sản xuất đưa ra thị trường phải được kiểm định chất lượng. Trước tình trạng xuống cấp của vỉa hè tại một số tuyến phố, phía các quận đang thực hiện việc sửa chữa hoặc thi công lát đá mới. Việc đá vỉa hè xuống cấp quá nhanh không chỉ tạo ra nhiều tranh cãi về chất lượng đá mà còn gây tốn kém để chỉnh trang những tuyến phố này.